Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, trong ngày 29 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Và trong dịp này, Ngài đã ban phép lành dây pallium để trao lại cho các vị tổng giám mục đã được bổ nhiệm trong vòng 12 tháng qua. Và vâng, thưa quý vị, trong số 31 vị được nhận lãnh dây pallium đặc biệt, có Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, tổng giám mục giáo phận Hà Nội. Ngài đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm giám mục Hải Phòng vào ngày 26 tháng 11 năm 2002. Và Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Ngài làm tổng giám mục giáo phận Hà Nội. Và trong một chuyến viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ, Đức Cha đã ưu ái dành cho Tin Vui Media có một cuộc chuyện trò thân tình. Xin trân trọng giới thiệu đến quý khán thính giả Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Vâng, con xin được trọng kính Đức Cha. Tôi trước hết xin chào chị Kim Thúy, chào ban biên tập của Đài Phát thanh Tin Vui Media. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Dạ vâng. Như quý vị đã biết, tôi, chị Kim Thúy vừa giới thiệu, tôi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Hà Nội từ ngày 17 tháng 11 và ngày 18 tháng 11 thì tôi đã về nhận địa phận Hà Nội. Như vậy bây giờ hôm nay là đã tròn 8 tháng. Dạ vâng. Sắp được ăn mừng 1 năm rồi hả cơ? Dạ vâng thưa Đức Cha. Trước hết là chúng con thật sự là rất là cảm ơn Đức Cha. Con biết là Đức Cha cái thời khóa biểu của Ngài rất là bận rộn nhưng mà cũng dành cho chúng con có để có một cái cuộc gặp gỡ quý báu này. Thì chúng con, đây là một vinh dự cho chúng con. Vâng. Chúng con được biết là khi mà Đức Cha được nhận lãnh cái dây, được nhận lãnh dây pallium ngày 29 tháng 6 vừa qua, thật sự nhiều người trong giáo dân chúng con chưa hiểu được ý nghĩa thế nào về dây pallium. Vậy thì xin Đức Cha có thể giúp chúng con hiểu thêm. Tôi cảm ơn ban biên tập đã dành cho tôi vinh dự được trả lời phỏng vấn hôm nay, bởi vì qua đó tôi cũng có dịp để gặp gỡ nhiều thành phần khác nhau của cộng đoàn dân Chúa, những người đang sống ở Hoa Kỳ cũng như những người đang sống ở khắp mọi miền đất trên thế giới. Đặc biệt là những người Công giáo Việt Nam, những người quê hương gốc giáo phận Hà Nội và gốc giáo phận Hải Phòng. Nói về pallium, có thể quý vị cũng đã đọc trên các bài báo hướng dẫn. Mỗi một năm vào ngày 21 tháng Giêng là ngày lễ Thánh Anne, mà tiếng Latin Agnes là con chiên. Cho nên Đức Thánh Cha làm phép hai con chiên, sau đó đưa hai con chiên này vào một dòng kín và các nữ tu nuôi hai con chiên đó. Khi đến thời điểm thì họ xén lông chiên và họ dệt thành cái dây pallium. Dây pallium thì chỉ là một cái dây đeo bên ngoài áo lễ mỗi khi tổng giám mục cử hành phụng vụ trong giáo tỉnh của mình. Và đó là một dây bằng dệt bằng lông chiên như tôi vừa nói. Đồng thời nó là biểu tượng của chức tổng giám mục. Khi vị tổng giám mục mà đeo cái dây pallium này thì được mời gọi noi gương vị chủ chiên, vị mục tử trong Tin Mừng, đó là sẵn sàng để lại 99 con chiên vào rừng để tìm một con chiên lạc, và khi tìm thấy thì vui mừng vác chiên trên vai. Các vị tổng giám mục đeo pallium này cũng được mời gọi sống giống như Đức Giêsu, làm vị mục tử nhân lành. Như chúng ta biết là Đức Giêsu là mục tử hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên và đem lại ơn cứu rỗi và đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Trên dây pallium cũng có ba cái đinh. Chúng ta biết là Chúa Giêsu đóng đinh thì có ba cái đinh, hai cái hai tay và một cái là hai chân. Ba cái chiếc đinh đó gài trên pallium. Thì đó cũng là lời mời gọi một vị, các vị tổng giám mục phải hy sinh, đóng đinh vào thập giá, chấp nhận đóng đinh với Chúa Giêsu. Vì thế mỗi tổng giám mục mà đeo pallium thì luôn luôn được gợi nhớ cái trách nhiệm và sứ mạng của mình. Nhân đây tôi cũng xin quý vị cầu nguyện cho tôi được noi gương Đức Giêsu mục tử nhân lành,
có tình thương và lòng bao dung. Như Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta thường xuyên nhắc lại giáo huấn của Ngài đối với các giám mục, các linh mục, người mục tử phải mang lấy mùi chiên, tức là người mục tử phải chăm sóc và gần gũi với mọi con chiên để đem cho họ niềm vui, sự nâng đỡ và nhất là ơn cứu độ. Dạ vâng. Vậy cảm nghĩ của Đức Cha khi mà nhận cái dây pallium đó? Khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục Hà Nội thì tôi cũng rất là bất ngờ. Và nhất là khi nhận pallium thì tôi càng thấy cái trách nhiệm đè nặng trên đôi vai. Bởi vì như quý vị biết là trong giáo hội các chức danh không phải là nói lên bổng lộc và danh dự. Nhưng mà các chức danh từ giáo hoàng, hồng y, giám mục đều là chỉ trách nhiệm. Mà trong thực tế thì ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được điều ấy. Yeah. Chính vì thế mà tôi cảm thấy lo lắng và ưu tư làm thế nào để mà mình có thể đáp ứng được những cái kỳ vọng của dân Chúa, kỳ vọng của Tòa Thánh, kỳ vọng của mọi người. Nhưng mà tôi nhớ lại lời Thánh Phaolô đã lắng nghe lời Chúa nói ơn ta đủ cho con. Chính vì thế mà tôi trong 15 năm của đời giám mục thì tôi cũng kinh nghiệm được là mình cậy trông vào Chúa thì Chúa cũng thực hiện những việc rất lạ lùng. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn Đức Cha. Vậy thưa Đức Tổng, chúng con biết Ngài là một trong những vị được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục với cái tuổi đời khá là còn trẻ, khi mới có 42 tuổi thôi thưa quý vị. Vâng, và Đức Tổng cũng là người đầu tiên ở gốc Hải Phòng mà lại được bổ nhiệm làm giám mục cho giáo phận Hải Phòng của mình luôn. Từ một người con của giáo phận và bây giờ lại trở thành một người chủ chăn của giáo phận, thì cảm nghĩ của Đức Tổng như thế nào về những hậu ân này? Thưa chị, việc tôi là người đầu tiên của giáo phận Hải Phòng, tức là gốc giáo phận Hải Phòng, làm giám mục của địa phận Hải Phòng, thì đó cũng không phải là vì tôi là nổi bật hay là giỏi giang, nhưng nó cũng là bối cảnh lịch sử. Đến cái lúc mà nhân sự sắp xếp, Tòa Thánh sắp xếp nhân sự như vậy, tôi làm giám mục trẻ lắm, mới tròn 42 tuổi như chị vừa nói. Cũng có nhiều cái lợi thế và cũng có nhiều cái khó khăn. Bởi vì mình làm giám mục thường ấy, thì Tòa Thánh bổ nhiệm một vị làm giám mục thì là trước hết làm phụ tá. Dạ vâng. Tôi được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa. Đó cũng là một cái khó khăn lớn trong lúc mình chưa có kinh nghiệm. Dạ vâng. Chính vì thế mà những năm đầu thì tôi cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách. Nhưng tôi cảm nhận được cái điều lạ lùng Chúa làm. Từ những cái ngày đầu mình còn bỡ ngỡ, non trẻ và bước vào cái sứ mạng mục tử, dần dần thì học được nơi các linh mục, các tu sĩ và giáo dân nữa những cái điều cần thiết để mà lãnh đạo địa phận. Tôi cũng may mắn là có một hàng giáo sĩ, tuy không nhiều, khi tôi làm giám mục thì địa phận Hải Phòng mới có hơn 20 linh mục thôi. Nhưng mà tôi may mắn là có một hàng giáo sĩ hợp nhất với nhau, và có những giáo xứ, có những ban hành giáo và cộng đoàn tín hữu giữ truyền thống tốt đẹp của giáo phận Hải Phòng, được thừa hưởng cái di sản do các thừa sai dòng Đa Minh Tây Ban Nha để lại. Đặc biệt là địa phận Hải Phòng chúng tôi yêu mến và kính mến Đức Mẹ Vân Côi. Tôi tin chắc một điều là Đức Mẹ luôn luôn che chở và gìn giữ chúng tôi trong suốt thời gian qua, và Đức Mẹ sẽ còn che chở trong những bước đường tương lai. Dạ vâng, con cảm ơn Đức Tổng. Hồi nãy thì mình vừa nói về hồng ân, vâng. Còn bây giờ con đến với Đức Tổng một câu hỏi là sau mấy mươi năm mà làm việc gắn bó với giáo phận Hải Phòng, bây giờ Đức Thánh Cha lại bổ nhiệm cho Đức Tổng về làm Tổng giám mục của giáo phận Hà Nội. Vậy thì đây là dưới con mắt Đức tin, chắc chắn là Đức Tổng phải mang một vài cái tâm trạng gì đó, nhưng mà dưới con mắt Đức tin thì Đức Tổng nhìn thấy như thế nào? Người ta thường nói là một chuyến xe nên nghĩa mà chuyến đò nên thân. Chuyến xe thì chỉ có đi cùng nhau chừng vài tiếng đồng hồ thôi, hay là chuyến đò thì chừng chắc khoảng độ mấy chục phút thôi, nhưng mà cũng nên tình nên nghĩa. Tôi đã có 15 năm gắn
với giáo phận Hải Phòng trong cương vị là mục tử. Còn trước đó thì đương nhiên mình sinh ra, lớn lên và được đào tạo tại Hải Phòng. Chính vì thế mà khi Tòa Thánh đặt tôi làm Tổng giám mục Hà Nội, khi phải rời Hải Phòng tôi cũng có rất là nhiều lưu luyến và bâng khuâng. Nhưng mà giống như Đức Trinh Nữ Maria trong ngày truyền tin, Đức Mẹ cũng băn khoăn lắm, không biết là Chúa sẽ làm như thế nào. Và tôi cũng nghĩ là không biết là mình về Hà Nội, là thủ đô, là một cái môi trường hoàn toàn mới lạ, thì nó sẽ ra như thế nào. Nhưng tôi phó thác tương lai trong tay Chúa. Và tôi cũng rất là cảm động khi thấy cái tâm tình của các linh mục, các tu sĩ và của giáo dân dành cho tôi khi mà Tòa Thánh bổ nhiệm tôi về Hà Nội. Đó là những cảm xúc, câu cung bậc cảm xúc xen lẫn nhau. Dạ vâng. Cũng vừa có vui mừng mà vừa cũng lưu luyến. Và cái điều đó làm nên cái nét đẹp của đời tu. Vâng. Vâng. Nhưng mà con được biết là bây giờ thật sự Đức Tổng vẫn còn đang làm dâu hai họ mà, phải không? Dạ. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cái mối ưu tư, ưu tiên, á, băn khoăn và trách nhiệm thì vẫn là Tổng giáo phận Hà Nội. Dạ. Còn làm giám quản tông tòa Hải Phòng thì chỉ là tạm thời cho đến khi Tòa Thánh đặt một vị giám mục mới. Tôi cũng thưa với Đức Hồng Y Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, trong ngày gặp gỡ ở Roma vừa qua. Xin Đức Hồng Y lo liệu và trình với Đức Thánh Cha để giáo phận Hải Phòng sớm có chủ chăn. Bởi lẽ việc tôi đi lại Hải Phòng, Hà Nội vừa mệt mỏi và có thể là cũng kém hiệu quả trong công việc. Thì Ngài có nói là chúng tôi đang cố gắng hoặc là cuối năm nay hoặc là đầu năm 2020 thì sẽ có chủ chăn cho Hải Phòng. Vì Việt Nam bây giờ như quý vị biết có Tổng giáo phận Sài Gòn, có địa phận Phan Thiết và địa phận Hải Phòng, ba địa phận đang chống ngôi. Cầu xin điều đó được sớm xảy ra. Và thưa Đức Tổng, trước khi Ngài nhận trách nhiệm là Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng con được biết Ngài là Chủ tịch của Ủy ban Giới Trẻ Thiếu Nhi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và cũng là một vị giám mục mà luôn luôn quan tâm đến giới trẻ, có rất là có nhiều ưu tư về đời sống, không những là nhân bản, về đức tin mà cả về xã hội. Vậy thì đứng trước xã hội hiện nay, bối cảnh như vậy, thì Đức Tổng đâu là cái mối quan tâm nhất? Cảm ơn chị. Tôi nghĩ là quan tâm đến giới trẻ bây giờ đấy là cái xu hướng chung của giáo hội, đặc biệt là của Đức Thánh Cha Francisco. Tháng 10 năm ngoái đã có một thượng hội đồng về đề tài giới trẻ. Làm sao để các bạn trẻ trên thế giới nhận biết ơn gọi của mình và sống sứ điệp tin mừng. Tôi rất tâm huyết điều mà Thánh Gioan Phaolô Giáo Hoàng Đệ Nhị đấy, đã nói là giới trẻ không chỉ là đối tượng quan tâm mục vụ của giáo hội, mà giới trẻ còn là tác nhân truyền giáo. Có nghĩa là từ trước tới nay trong lối suy nghĩ của nhiều người, các bạn trẻ là những người được các linh mục tu sĩ phục vụ hoặc là giáo hội phục vụ, mà họ ít nghĩ tới họ cũng là những người dấn thân để loan báo sứ điệp tin mừng. Trở về với những ưu tư của tôi đối với giới trẻ, như chị biết là nếu chúng ta muốn có giáo hội tương lai thì chúng ta phải xây dựng ngay ngày hôm nay với các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Các bạn trẻ hôm nay tại Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề được đào tạo nhân bản, bởi vì họ sống trong một môi trường mà nền đào tạo là vô thần và nền đào tạo phi tôn giáo, và có đôi khi lại ngược lại với tôn giáo. Trong cuộc sống xã hội thì lối sống của họ là một lối sống bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái khuynh hướng hưởng thụ. Chính vì thế mà khá nhiều bạn trẻ mang một cái ưu tư, một cái mong muốn làm sao được đổi đời bất kỳ bằng giá nào. Vì thế chúng ta không khỏi đau lòng khi mà thấy có rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, họ kiếm cơ hội đổi đời. Và từ đó thì nảy sinh rất nhiều vấn đề trong mục vụ, nhất là mục vụ hôn nhân. Những cô gái Việt Nam làm dâu Đài Loan, Hàn Quốc hay nước ngoài không xét đến đức tin, không xét đến tuổi tác, không xét đến khác biệt về văn hóa và không xét đến hạnh phúc tương lai. Họ nhắm mắt đưa chân đến một cái phương trời vô định, một cái tương lai vô định. Đó là một trong những băn khoăn rất lớn của chúng tôi. Và các bạn trẻ sống tại quê hương thì cũng gặp khó khăn vì tỷ lệ thất nghiệp cao. Có nhiều bạn trẻ
không muốn học cao nữa, đại học nữa, bởi vì họ nhìn thấy có nhiều người học đại học xong thì không có việc làm, hoặc là học đại học xong đi làm không hợp với chuyên môn mà mình đã học. Khi nói như thế thì không phải là tôi có một cái nhận định bi quan u ám về giới trẻ Việt Nam, nhưng mà cũng phải nhận ra một điều là các bạn trẻ Việt Nam ngày hôm nay có nhiều bạn trẻ dấn thân trong các hoạt động chung bảo vệ môi trường và công việc từ thiện. Cũng có nhiều bạn trẻ tham gia hoạt động giới trẻ của các hội đoàn công giáo, của các giáo xứ và các ở mức độ giáo phận. Chính vì thế mà bức tranh xã hội hiện tại của chúng ta vừa có cái điều tiêu cực, vừa có cái điều tích cực, vừa có cái niềm vui, đồng thời cũng có điều chưa vui. Nhưng mà tôi nghĩ là một vụ giới trẻ cũng phải nhận diện một cách chính xác cái bối cảnh hiện tại để mình phục vụ họ có hiệu quả hơn, và mình mời gọi họ dấn thân cùng với giáo hội. Như tôi thưa với quý vị, lời nói của Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng, bạn trẻ không phải chỉ là đối tượng phục vụ của giáo hội, nhưng họ còn là những tác nhân tích cực trong sứ mạng truyền giáo. Dạ vâng, con cảm ơn Đức Tổng. Bây giờ Đức Tổng đang lo cho Tổng giáo phận Hà Nội. Xin Đức Tổng có thể chia sẻ cho chúng con đôi nét đặc biệt về Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa quý vị, như quý vị biết, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Hà Nội cũng là trung tâm mà có rất là nhiều người ở các nơi đổ dồn về trong mọi lĩnh vực, nhất là các bạn sinh viên, vì Hà Nội có nhiều trường đại học, rồi có các bạn công nhân nữa. Có nhiều người lên Hà Nội để tìm việc làm, những người buôn bán nhỏ lẻ, những người công nhân và những người du lịch. Hà Nội vừa có những người trong nước, lại vừa có du lịch người nước ngoài. Liệt kê như thế để quý vị thấy là một cái bối cảnh phong phú, nếu không muốn nói là phức tạp. Tổng giáo phận Hà Nội của chúng tôi hiện nay có 320.000 tín hữu công giáo, mà người công giáo ở Hà Nội thì chúng tôi tính vào khoảng 5%. Chúng tôi có 160 linh mục triều và có khoảng 200 linh mục dòng nữa. 20 linh mục dòng. Tất cả là khoảng 200 linh mục. Chúng tôi cũng may mắn được đón nhận sự hiện diện của các dòng tu nam nữ đến với Tổng giáo phận Hà Nội. Sự hiện diện của các tu sĩ cũng rất là đông đảo. Chúng tôi tính có khoảng độ 1.000 tu sĩ đại diện cho tất cả các dòng tu và các tu hội đời sống thánh hiến. Đó là những cái lợi thế cho chúng tôi để làm việc truyền giáo. Và chúng tôi cũng may mắn là hầu hết các linh mục của địa phận đều là các linh mục trẻ trung. Và các ngài cũng rất là nhiệt tình, một số linh mục được đào tạo ở nước ngoài. Đại chủng viện Hà Nội cũng có uy tín từ nhiều năm nay, là nơi đào tạo hàng ngàn linh mục trong vòng 4 thập kỷ trở lại đây. Và ngày hôm nay chúng tôi có 300 chủng sinh, có 100 chủng sinh ở khoa triết và 200 chủng sinh ở khoa thần học. Đấy là về nhân sự truyền giáo cho Tổng giáo phận Hà Nội. Và cái ưu tư của tôi đó là làm sao để mà mình đào tạo nhân sự, đào tạo linh mục, đào tạo các ban hành giáo, giáo lý viên, các hội đoàn đạo đức và đào tạo giáo dân ở nhiều mức độ khác nhau. Vì tôi nghĩ là nếu mà không đào tạo thì không có tương lai, và không đào tạo thì không có cái hồn, cái sức mạnh của đời sống đức tin. Thì cái bối cảnh Hà Nội là như vậy. Chúng tôi ngày hôm nay cũng có những bận tâm mà đối với những người di dân, các bạn sinh viên và những người nước ngoài họ đến làm việc trên địa bàn của Hà Nội. Vì thế mà cũng có các linh mục đặc trách các tiểu ban này. Tuy vậy, để phục vụ có hiệu quả, để quy tụ họ và để có những cái hoạt động mục vụ đối với những cộng đoàn này thì vẫn còn những khó khăn. Vâng, phải chăng đó là những cái tương lai, dự định tương lai cho những con đường mục vụ của Đức Tổng? Vâng, thưa Đức Tổng, trước khi mà Đức Tổng lãnh tác vụ linh mục, con đường đến với ơn gọi của Ngài không phải là, chắc là không phải là bằng phẳng. Thì Đức Tổng có thể chia sẻ một đôi chút về ơn gọi của mình, với kinh nghiệm đó. Thưa chị, tôi đi tu sớm lắm, từ lúc 11 tuổi.
Nhưng mà lúc bấy giờ đấy thì cũng gọi là đi giúp lễ thôi, chứ nói chữ ơn gọi mới nói chữ đi tu thì lúc bấy giờ cũng chưa, còn mơ hồ. Sau này thì mình nói là mình đi tu từ lúc 11 tuổi, bởi vì mình đã bỏ nhà, mình đi vào ở với các cha xứ, ở với cha xứ từ lúc 11 tuổi. Yeah. Tôi sinh năm 1960, thì năm 71 thì tôi đã rời gia đình rồi. Oh, wow. Lúc bấy giờ chưa có chủng viện, tại vì chủng viện Hà Nội thì bị đóng cửa từ năm 1960, tính là cái năm tôi sinh ra, cho đến năm 1982 mới được mở lại. Thì tôi thuộc về cái thế hệ chủng sinh chính thức sau khi Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội được mở cửa trở lại. Dạ vâng. Thì hành trình linh ơn gọi lúc bấy giờ thì vì chưa có chủng viện cho nên cũng rất khó khăn, bởi vì mình cũng đâu có thấy có tương lai. Đúng rồi. Có chủng viện thì mình mới có tương lai. Đúng. Mà lúc bấy giờ chưa có chủng viện, mà cũng chưa có một cái chương trình, có một cái hệ thống đào tạo giáo dục nào chính thức cả. Cho nên cũng gian nan. Nhưng mà tôi cũng thấy lạ lùng là những năm đó mình còn trẻ nhưng mà cũng mình cũng kiên trì. Thì khi mà sống ở Hải Phòng thì có những lúc phải chui lủi, có những lúc phải trốn tránh. Tại vì người ta đâu có cho mình ở đấy đâu. Dạ vâng. 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 Có những khi mà đêm bị bắt ra đồn công an. Vâng. Có những khi như thế. Wow. Thì họ thì không lấy lý do mình đi tu, tại vì đi tu thì không phải là lý do để mà phạt. Nhưng mà họ lấy lý do mình tạm trú không khai báo ở tòa giám mục. Vâng. Thì khi mà đến năm 1982 thì tôi chính thức được Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương gửi đi học ở Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Thì sau cái tiến trình đào tạo lúc bấy giờ, ngày 24 tháng 1 năm 1988, tôi được thụ phong linh mục. Chưa? Vì thế cho năm nay tôi đã 31 năm làm linh mục. Vâng, mà trong khi đó Đức Tổng còn trẻ quá. Vâng. Vậy thì Đức Tổng có một lời khuyên gì cho những giới trẻ, những người đang ngần ngại bước vào đời sống thánh hiến? Thưa các bạn trẻ, những người đang tìm hiểu ơn gọi và đang muốn dấn thân theo Chúa Giêsu, tôi rất là mừng khi sang Hoa Kỳ này. Tôi thấy ơn gọi của Việt Nam, ơn gọi linh mục chủng sinh tu sĩ cũng dồi dào. Điều đó làm nên cái niềm vinh dự và cái vẻ đẹp của Giáo hội Công giáo Việt Nam được tô đậm bằng máu các thánh tử đạo Việt Nam. Hành trình theo Chúa Giêsu là một hành trình liên lỉ, hành trình gặp rất là nhiều khó khăn thử thách. Nó không giống như là một hành trình của một nghề nghiệp. Yeah. Bởi vì nghề nghiệp thì mình có thể thay đổi. Nhưng mà hành trình theo Chúa Giêsu là hành trình của ơn thánh và của lý tưởng tông đồ. Ngày nay ở đây ở đó có những chuyện xảy ra đối với các linh mục có thể làm cho các bạn dao động, có thể làm cho hình ảnh linh mục biến dạng, và có thể làm cho nhiều một số người đang do dự bước theo Chúa Giêsu bị ngại ngần. Chúng ta cậy trông vào quyền năng Thiên Chúa. Và tôi xin thưa với các bạn một điều, đó là tôi cũng nhắc lại lời Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị: các bạn đừng ngần ngại theo Chúa Giêsu. Ai theo Chúa Giêsu sẽ không bao giờ phải thiệt. Lịch sử chứng minh điều ấy, và cá nhân cuộc sống của chúng ta chắc chắn bằng cách này hay cách khác cũng chứng minh điều ấy. Tôi cầu chúc cho các bạn trẻ là những người đang tìm hiểu ơn gọi, các bạn nam cũng như nữ, tìm thấy niềm vui của đời thánh hiến và được gặp gỡ thực sự Chúa Giêsu. Ngài đang giơ bàn tay ra, và nếu chúng ta nắm lấy bàn tay của Ngài, chắc chắn Ngài sẽ dìu dắt chúng ta. Dạ vâng, còn cảm ơn Đức Tổng. Và chắc chắn như Đức Tổng nói, niềm vui trong thánh hiến như Đức Tổng đang cảm nghiệm đây. Chính vì điều đó, Ngài đã dùng cái khẩu hiệu là phục vụ trong niềm vui và hy vọng, phải không cơ? Vâng. Đó là khi... vậy thì Đức Tổng đã áp dụng cái câu khẩu hiệu này như thế nào trong đời sống vâng. Phật tử? Thưa quý vị, mỗi một giám mục có nhận chức thì thường thường chọn cho mình một khẩu hiệu. Dạ vâng. Cái khẩu hiệu đó nó là cái đường lối hay là một cái tiêu chí hoặc là một lý tưởng hoạt động cho đời giám mục của mình. Mỗi một vị giám mục khi chọn một cái khẩu hiệu như thế thì cố gắng làm sao để trong đời sống và trong công việc nên giống như điều mình đã chọn. Khi tôi được đặt làm giám mục thì tôi cũng chọn cái câu phục vụ trong niềm vui và hy vọng. Đấy. Tức là tôi cũng xác định là làm giám mục là cuộc đời phục vụ.
Nhưng mà ngày hôm nay người ta phục vụ thì nhiều kiểu phục vụ. Dạ vâng. Tại vì chúng ta thấy hân hạnh được phục vụ ở các nhà hàng á. Dạ. Nhưng mà phục vụ ấy là có lợi tức, có lợi nhuận. Dạ. Và nhiều khi phục vụ ấy lại là chặt chém người ta nữa. Đúng rồi. Vì thế cho nên phục vụ hiểu theo nghĩa với cương vị một giám mục, đó là phục vụ trong niềm vui. Kể cả khi người ta vô ơn với mình, kể cả người ta có chuyện nọ chuyện kia với mình, thì mình vẫn vui vẻ. Tại vì theo lời Chúa Giêsu là hãy cầu nguyện cho những người nguyền rủa mình, chúc phúc cho những người chúc giữ mình, và hãy cầu nguyện cho kẻ thù của mình nữa. Nhưng mà trong công cuộc phục vụ thì cũng phải kiên trì, cho nên phải có niềm hy vọng. Vâng. Cái logo giám mục của tôi ấy, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, là có ba cái biểu tượng. Biểu tượng thứ nhất là thánh giá, biểu tượng thứ hai là cây đuốc, và biểu tượng thứ ba là cây đàn, nốt khóa son ấy, khóa son. Thế thì thánh giá là phục vụ, nốt son là khóa son là niềm vui, và cây đuốc là phục vụ, thánh giá là hy vọng, và nốt son là niềm vui. Cây đuốc là phục vụ, thánh đốt giá. Nó hao mòn dần đi. Dạ, vâng. Khi mình đốt cái cây nến hay đuốc ấy, nó hao mòn rồi. Nó như là cái dòng sáp nến tan chảy đi để mình hiến ánh sáng cho đời. Dạ, vâng. Và thánh giá thì là hy vọng, và khóa son là niềm vui. Tuyệt vời. Và thì thưa Đức Tổng, thật sự giáo hội đang đứng trước rất là nhiều thách đố. Vậy thì xin Đức Tổng có thể chia sẻ đôi điều để củng cố lại đời sống giáo dân của chúng con. Thưa chị và thưa quý vị, suốt bề dày lịch sử giáo hội 2000 năm chẳng bao giờ hết thách đố. Nhưng mà mỗi ở giai đoạn, cái thách đố nó mang một cái bộ mặt khác nhau. Ngày hôm nay giáo hội trải qua rất là nhiều khó khăn, thử thách ở đây ở đó, nhất là vấn đề lạm dụng tình dục, và quý vị cũng đã đọc ở đây ở đó rồi. Chúng ta tin vào quyền năng của Thiên Chúa và tin rằng giáo hội là công trình của Thiên Chúa. Có thể đây cũng là dịp để cho chúng ta có một cái nhìn chính xác hơn về giáo hội, một cái quan niệm rõ ràng hơn về giáo hội. Giáo hội bao gồm những con người, mà giáo hội mang trong mình những yếu đuối, tội lỗi và thánh thiện. Chính vì thế mà giáo hội luôn luôn phải thanh tẩy để xứng đáng hơn, được gọi là hiền thê của Chúa Giêsu. Có lẽ ngày hôm nay như chúng ta biết là những phương tiện thông tin đôi khi cũng làm cho vấn đề nó trở nên quá nghiêm trọng. Có những chuyên viên nghiên cứu xã hội ở nhiều vấn đề khác nhau cho thấy rằng vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em không phải là chỉ có nơi hàng giáo sĩ, mà nơi rất là nhiều những người lo trách nhiệm giáo dục ở ngoài đời ấy. Nhưng mà tại làm sao mà họ lại không nêu những trường hợp kia lên? Bởi vì họ có ý đồ chống giáo hội, và họ có nhiều cái ý ẩn đằng sau, nhiều chuyện khác nữa. Tôi không sống ở Mỹ, tôi sống ở Việt Nam, và tôi cũng đọc các cái tin tức có liên quan. Chúng tôi cũng đọc những hướng dẫn của Tòa Thánh liên quan vấn đề này, và chúng tôi cũng lo lắng cho tương lai của giáo hội Việt Nam. Có một điều là chúng ta, giáo hội như người mẹ, khi người mẹ bệnh tật, khi người mẹ bị tổn thương, khi người mẹ bị xúc phạm, thì chúng ta phải cảm nhận và hiệp thông, đồng cảm với giáo hội, chia sẻ những cái băn khoăn của giáo hội và lo lắng những cái lo lắng của giáo hội. Tôi tin là những cám dỗ, những thử thách mà chúng ta đang gặp sẽ trải qua, sẽ kết thúc. Và tôi tin một tương lai tươi sáng của giáo hội. Tôi tin vào quyền năng của Thiên Chúa, và tôi tin vào thiện chí của con người. Dạ vâng, còn một lần nữa chúng con xin chân thành tri ân Đức Tổng đã dành thời gian
cho Tin Vui Media cũng như cho tất cả mọi người chúng con có một cuộc gặp thật là quý báu này. Chúng con rất xin kính chúc cho Đức Tổng luôn hồn an sắc mạnh. Và chúng con sẽ cầu nguyện cho Đức Tổng như có một tấm lòng, một trái tim nhân hậu như Đức Tổng mà mong muốn để trở thành một người mục tử như Thiên Chúa mong ước. Tôi hân hạnh lần đầu tiên được trả lời phỏng vấn của chương trình Tin Vui Media. Một lần nữa tôi cảm ơn chị Kim Thúy, cảm ơn ban biên tập, cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi mới tham dự thánh lễ khánh thành nhà thờ chính tòa địa phận Orange hôm 17 tháng 7 vừa rồi. Tôi tự hào và vinh dự vì thấy cộng đồng Công giáo Việt Nam có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống giáo hội địa phương tại đây. Tôi cũng rất vui mừng khi và cảm động khi nghe những bài thánh ca Việt Nam, bài sách thánh được đọc lên bằng tiếng Việt Nam. Tiếng Việt của chúng ta được vang lên ở một nơi xa xôi nửa vòng trái đất, vừa khẳng định lòng đạo đức của người Công giáo Việt Nam và vừa khẳng định sự dấn thân để hội nhập và xây dựng giáo hội địa phương. Tôi xin cầu chúc cho quý vị luôn được bình an, hạnh phúc, vững vàng trong đời sống đức tin. Xin quý vị cầu nguyện cho chúng tôi tại quê nhà luôn biết can đảm và trung thành với giáo hội. Tôi cũng cảm ơn tâm tình hiệp thông của quý vị luôn luôn dành cho quê hương và giáo hội lòng ưu ái, lòng quảng đại và tâm tình thương mến. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn. Và bây giờ xin Đức Tổng có thể ban phép lành Thiên Chúa cho chúng con. Tôi xin phép ngồi ban phép lành bởi vì cho nó phù hợp với cái ống kính. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con, anh chị em trong ban biên tập của Tin Vui Media cũng như quý khán thính giả, những người đang lắng nghe chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con mỗi người được những ơn cần thiết trong đời sống đức tin và trong đời sống hàng ngày. Xin Chúa nâng đỡ chúng con trong những khó khăn về đời sống gia đình, nghề nghiệp và học vấn, cũng như những mối tương quan xã hội đa chiều khác nhau. Xin cho chúng con luôn luôn biết xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin, lòng yêu mến Chúa, cậy trông nơi Chúa và niềm hy vọng nơi tình thương của Người. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria La Vang, Thánh cả Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Cảm ơn chị Kim Thúy. Dạ, cảm ơn Đức Tổng và một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả vừa lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.